Rồi bạn bấm điện cho máy in nha. Rồi ở đây có công tắc nè, bạn bật công tắc lên, mở máy in lên. Ở đây là nút gạt để mở hay giấy ra nha. Đây mở ra. Còn giấy mình để theo cái chiều là cái tờ nhám nằm trên nha, bề nhám nằm trên nha. Nè, có nghĩa là cái lớp lột ra mình sẽ nằm ở trên nha. Đó, cái lột ra là cái lớp bỏ là nằm dưới nha. Rồi sau đó mình đưa từ đằng sau mình đưa lên nha. Nè mình bỏ giấy nè, từ đằng sau mình bỏ vào nè. Máy nó sẽ tự động nó kéo giấy lên nha. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ cài cái phần mềm. Bạn vào App Store bạn cài cái phần mềm Plus Label. Plus Label nha. Phần mềm này nha. Plus Label. Rồi mở lên. Rồi, vào đây để kết nối máy in nè. Nè, A318BT nè, là E nè, click vào kết nối nha. Nhớ bật Bluetooth lên nha. Rồi, sau đó bây giờ mình sẽ vào New Label nè. Cái khổ giấy của mình á, khi mà bạn cài cái app vào á, nếu mà có tiếng Trung á, bạn vào trong cài đặt nè, vào chỗ này nè. Vào góc này, vào biểu tượng này. Rồi, vào cái bà quả địa cầu nè. Rồi các bạn chọn tiếng Anh nha. Rồi New Label nè. Các bạn chọn cái label là 76130 nha. Nếu mà nó không ra 76130, nó không, nếu mà nó ra bằng in á thì bạn chọn cái chỗ này nè. Unit nè. Bạn chọn là metric mm nè, là nó sẽ ra được cái mm. Rồi. Khổ giấy của mình là 76130 nha. Rồi ở đây á mình có thể bấm save lại cái tờ label, cái mã. Bạn ở đây bạn có thể save lại hoặc không save nha. Tạo nè. Rồi ở đây mình đánh văn bản vào nè. Đây mình ví dụ là địa chỉ nè. Ở đây bạn nắm cái chỗ này để con kéo giãn ra này nha. Rồi số điện thoại. Rồi số tiền. Đây tùy bạn nha. Đây bạn có thể chọn in đậm hay như thế nào đó tùy bạn nha. Rồi khổ giấy nè, khổ chữ nè. Rồi ok. Rồi bấm in nha. Rồi đây bạn nha.